còn cái này là chỉ là lau dùi sơn tùng này cái này là bôi bụng ha à, áp áp of steel là giúp giảm mỡ bụng luôn đó. và cái bôi đây là một công thức mới của dòng này nha hello mọi người trước khi vincent đi vào phân tích những cái thành phần ở trong cái loại kem tan mỡ này xem nó có tác dụng như là nó được quảng cáo hay không hay là cái chuyện là những cái thông tin gì về mặt khoa học về mặt kiến thức giảm cân mà các bạn có thể có được từ video này thì đầu tiên mình phải hỏi với các bạn một câu rằng các bạn nghĩ xem một cái sản phẩm kem mà được quảng bá là nó giúp làm tan mỡ nó giúp giảm mỡ bụng có nghĩa rằng nó sẽ giúp bạn mất đi một phần mỡ tức là một phần trọng lượng cơ thể và bạn chỉ cần làm được chuyện đó bằng chuyện bạn bôi thôi thì bạn nghĩ xem bạn có cần gọi là giảm béo chuẩn y khoa hay không bạn có cần gọi là quan tâm tới calory hay không bạn có cần quan tâm tới ăn uống hay không và bạn có cần quan tâm tới giảm insulin hay không các bạn đều biết những cái khái niệm như trên đều là những cái khái niệm mà những người như phan bảo long chia sẻ ở trên online rất rất là nhiều là tại vì giảm cân cần phải thế này giảm cân cần phải thế kia rồi giảm cân cần phải khoa học này khoa học kia nhưng đây chỉ có một sản phẩm do chính phan bảo long nói thôi là có thể giải quyết được chống lại mọi định luật về mặt thermodynamics, về mặt gọi là nội tiết, về mặt nguyên lý này nguyên lý kia, lúc đó không cần quan tâm nữa. Ấn thi sơn tùng thì sơn tùng các bạn thấy là da của sơn tùng bắt đầu trùng lại. Và long suy nghĩ một hồi Long gọi điện cho những bạn bác sĩ viên gia liệu á là hỏi xem là có cái loại nào mà làm da sơn tùng không có bị trùng hay không thì bác sĩ bảo là trùng là phải trùng như làm sao là khôi phục được cái lớp gì ạ à? lớp mô liên kết gì? còn cái chuyện sau đó từ một cái sản phẩm mà được quảng bá là giảm mỡ bụng như vậy phan bảo long nói rằng là thực ra muốn dùng cái sản phẩm này để gọi là trị cái bệnh trùng da của bạn sơn tùng nào đó đang theo phan bảo long giảm cân ấy thì mình nói với các bạn như thế này đó là khi các bạn là huấn luyện viên, các bạn có một học viên người ta gặp vấn đề gì đó mà không phải chuyên môn của bạn, ở đây Phan Bảo Long cũng nói là bị vấn đề trùng da nên suy nghĩ gì đó rất là lâu sau đó gọi cho người bạn nào đó làm bác sĩ da liễu thì nếu bạn hỏi người bạn là bác sĩ da liễu giải quyết cái vấn đề của học viên của bạn gặp phải thì bạn có tin rằng là cái người có chuyên môn về da liễu người ta sẽ chỉ bạn đi kiếm một cái sản phẩm vốn không được sinh ra để trị cái vấn đề đó hay không là tại vì tất cả các sản phẩm kem tan mỡ nó không phải là mỹ phẩm để gọi là điều trị về mặt da liễu nó cũng không có bất cứ cái dòng nào trên cái sản phẩm nó ghi rằng sẽ giúp cho bạn chị về mặt trùng da chị về mặt gọi là ở à, kể cả là sau sinh này kia mà da bị gọi dạn hay là abcd những vấn đề liên quan đến cái cấu trúc về mặt da thì các bạn nghĩ xem liệu cái điều đó thì nó có đáng tin hay không ở đây thì vincent chỉ nói tới những cái điều căn bản về mặt logic thôi mình chưa đề cập tới bất kỳ cái khía cạnh nào về mặt gọi là khoa học giảm cân hay là về mặt hóc môn về mặt nội tiết gì cả nhưng mà các bạn nghĩ xem những cái điều như thế thì các bạn suy nghĩ xem cái thông tin nó có chính xác hay không còn phân tích sâu hơn về những cái thành phần này thành phần kia thì ở đây mình sẽ cố gắng phân tích ở một cái khía cạnh mà căn bản để đủ các bạn hiểu còn dính tới giảm cân thì các bạn cũng cần phải tìm hiểu về cái chuyện là cơ thể sẽ sử dụng chất béo như thế nào trong cái việc là chuyển hóa chất béo thì các bạn có thể tìm hiểu những kiến thức trên nhờ những cái nền tảng kiến thức như nền tảng kiến thức fitness bay của vincent để giúp các bạn hiểu rõ được vấn đề còn ở đây mình sẽ trình bày từng thành phần một như mà sẽ ở cái cạnh căn bản và ngắn gọn nhất để các bạn có thể hiểu thôi. Nó có ba thành phần, ba thành phần nha. Các bạn nghe sẽ bất ngờ. L-carnitine, coenzyme -Ng A, caffeine và G protein thì thành phần rất là nổi tiếng là caffeine thì ai cũng biết là caffeine ở trong cà phê hay là ở trong trà xanh thì nó có những cái tác dụng về mặt là tăng cường trao đổi chất hay là về mặt là giữ tỉnh táo, về mặt là cung cấp về mặt năng lượng để bạn có thể gọi là uh, cảm thấy là nhiều năng lượng hơn để các bạn có thể tập luyện tốt hơn, để các bạn có thể hỗ trợ được quá trình giảm mỡ của bạn tốt hơn thì cái này là một cái được xác lập rất là nhiều năm nay rồi. Tuy nhiên các bạn đừng quên mất rằng hiệu quả thực tế thì lại còn tùy thuộc vào rất là nhiều vấn đề khác nhau. Thì thực ra theo những nghiên cứu thì caffeine có thể giúp bạn ở đây là quy đổi về mặt kilocalo thì có thể giúp bạn đốt thêm được 50 kilocalo, một con số rất là nhỏ, mình phải dùng từ rất là nhỏ so với những cái hiệu quả về mặt là từ ngữ khoa trương mà người ta hay quảng bá là tại vì nó còn liên quan đến liều lượng tập luyện liên quan đến cái chuyện là một cái cá thể cụ thể thì sẽ phản ứng với sản phẩm này phản ứng với chương trình tập luyện dinh dưỡng nghỉ ngơi lifestyle như thế nào và ở trong cái điều kiện như thế nào nữa lên cái này là một cái mình phải nói thêm còn cái chuyện mà cái sản phẩm kem tan mỡ có caffeine thì các bạn cũng phải đặt câu hỏi là một sản phẩm được bôi qua da như thế thì cái thành phần caffeine trong đó nó có mức liều lượng đủ nhiều để nó ngấm vào đường máu của các bạn và từ đó nó được chuyển lên não và kích hoạt những cái thụ thể ở trên não bộ để tạo ra cái hiệu quả như là các bạn hay được quảng cáo về cà phê hay không? Là tại vì sản phẩm uống và sản phẩm tiêm và sản phẩm bôi qua da nó sẽ có những cái tính chất về mặt tính sinh khả dụng sinh học rất rất là khác nhau nên cái chuyện này là các bạn cần phải đặt câu hỏi. Còn thành phần tiếp theo cũng rất là nổi tiếng là L-Calitin thì Vincent đã có một video cũng thuộc cái nhóm là những video giải độc gim Việt à, gọi là phân tích những cái quan điểm mà một vài idol đưa ra ở trên kênh các bạn có thể xem thêm để hiểu. Nhưng mình có thể nói ngắn gọn để các bạn dễ hiểu đó là eucalyptin nó giống như là kẻ vận chuyển, kẻ giúp vận chuyển thì đúng hơn nó có thể giúp vận chuyển axit béo đi vào trong ti thể và từ đó ti thể có thể gọi là thực hành cái quá trình là oxy hóa chất béo còn cái chuyện là axit béo lấy ra từ trong tế bào như thế nào tế bào ở đây là tế bào mỡ như thế nào rồi chuyển đến những cái tế bào cụ thể như là tế bào cơ bắp như thế nào rồi sau đó thì được ti thể đốt như thế nào thì nó tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng năng lượng và cái nhu cầu trao đổi chất cũng như là rất là nhiều những hoạt động sinh hóa khác còn bản thân l carnitine thì cái vai trò của nó chỉ là vai trò phụ trợ vận chuyển là tại vì nó sẽ giúp đưa axit béo từ bên trong môi trường tế bào vào đến trong ti thể nơi mà quá trình gọi là đốt chất béo diễn ra thì các bạn có thể hiểu như thế còn thực tế cái quá trình mà bạn bôi l carnitine vào trong da thì cũng như caffeine mình đã đề cập ở chuyện trên thôi nó còn liên quan đến liều lượng và l mình phải nói là cái tác dụng thực sự của nó liên quan đến chuyện là đốt mỡ, ở đây là tác dụng thực sự và trực tiếp liên quan đến chuyện đốt mỡ thì tác dụng của nó rất rất là nhỏ là tại vì nó chỉ là một thành phần phụ thôi và nếu quy đổi ra một sản phẩm kem bôi tan mỡ mình có thể nói rằng cái chuyện tác dụng của nó thì mang tính chất quảng cáo mà tính chất hiệu ứng giả dược là phần nhiều. Còn về coenzyme A thì nó là chỉ là một sản phẩm các bạn có thể hiểu nó là một sản phẩm mang tính chất kết nối giữa các quá trình chuyển hóa năng lượng ở trong cơ thể. Nó rất là cần thiết nhưng đồng thời nó đóng rất là nhiều vai trò khác nhau và liên quan đến chất béo thì coenzyme A vừa đóng vai trò là một thành phần để tổng hợp lên axit béo nhưng cũng đồng thời khi cơ thể ở trong những quá trình dị hóa thì phá vỡ chất béo ra thì cũng để lấy coenzyme A để tham gia vào những quá trình chuyển hóa năng lượng khác thì bạn có thể hiểu coenzyme A nó là một cái thành phần trung chuyển cần thiết cho các quá trình gọi là sử dụng năng lượng tái tạo năng lượng nên cái chuyện sử dụng coenzyme A mà tác dụng trực tiếp đến chuyện là đốt chất béo ấy thì nó không phải xảy ra như là bạn nghĩ và đặc biệt ở đây là sản phẩm bôi còn thực ra thì mình cũng phải nói thêm là coenzyme A thì nó cũng có thể được tạo ra từ những cái thành phần dinh dưỡng khác như là amino acid hay là như là glucose lên cái chuyện mà sử dụng sản phẩm này vào và cơ thể có sử dụng nó ở trong quá trình này quá trình kia liên quan đến cái chuyện giảm mỡ hay không ấy thì nó rất là phức tạp còn như mình đã đề cập trong cái video làm về COA rồi một chất nào đó mà nó giúp bạn đốt mỡ trực tiếp thì những chất đó một là chất cấm hai là nó có thể gây ra những cái hệ quả khác với lại cái hệ thống cơ thể của các bạn còn theo những cái chu trình sinh hóa bình thường thì nó cần phải được dựa trên cả một cái tổng thể ở đây là tổng thể về mặt nhu cầu trao trao đổi năng lượng nhu cầu trao đổi chất thì không có cái cách nào bằng cái cách là bạn gọi là tập luyện dinh dưỡng nghỉ ngơi lifestyle và tạo ra một cái tình trạng thâm hụt về mặt calorie đủ để cơ thể bạn gọi là sử dụng mỡ được nhiều và không ảnh hưởng tới sức khỏe không gây thêm căng thẳng cho cơ thể đó là một kiến thức mình phải cung cấp thêm còn thành phần cuối cùng là chi putin nghe nó có vẻ rất là hay ho nhưng thực ra chi putin qua những nghiên cứu ở trên chuột thì người ta cho thấy rằng có thể nó sẽ có một vai trò nhất định trong cái quá trình là kiểm soát cái cân nặng của bạn ở đây là kiểm soát cái cân bằng nội môi nhưng mà liên quan đến cân nặng còn thực tế cái chu trình sinh hóa của sản phẩm này của cái chất này tác động như thế nào hay là tạo ra những cái pathway như thế nào thì cho tới thời điểm hiện tại chưa xác lập được một cái chu trình sinh hóa một cái pathway rõ ràng từng bước từng bước và liên quan tới hóc môn này liên quan đến hóc môn kia bước a bước b tạo ra hệ quả này hệ quả kia ở trong cả một cái đường dây sinh hóa như thế thì chúng ta chưa có xác lập được một cách rõ ràng và thực ra trong thành phần của app of steel thì nó là một cái loại chiết xuất mà có thể kích hoạt chi putin chứ nó không phải là thành phần chi putin trực tiếp nên là cái cách nói là trong đó có chi putin thì cũng chưa chính xác nữa còn những cái sản phẩm như thế này hay là những cái thành phần nghe có vẻ kêu như thế này người ta sẽ thêm vào những cái sản phẩm để tạo ra một cái hiệu quả ở đây là hiệu quả niềm tin khi mà bạn nghe thấy những cái sản phẩm này, sản phẩm kia ở trong cái chuyện là bạn muốn tìm kiếm một cái sản phẩm, một cái giải pháp nhanh cho cái vấn đề rất là lâu dài của bạn thì bạn lại thường tìm tới những cái sản phẩm nghe nó có vẻ kêu, nghe nó có vẻ hay ho và thực hành lại rất là dễ dàng nữa một sản phẩm chỉ cần bôi chỉ cần gọi là thoa lên và mỗi ngày làm như thế thôi thì có thể giúp bạn là có được những cái thân hình như các idol thì cái điều này là cái điều không có Điều này thì nó rất là nguy hiểm là tại vì uh, kiến thức về mặt sức khỏe nhưng mà chia sẻ mà mang cái tính chất là đùa giỡn xong sau đó nói là đùa giỡn ấy thì các bạn phải biết rằng làm sao các bạn biết được là tất cả những cái thứ như là giảm béo chuẩn y khoa như là những lời khuyên về dùng sản phẩm này dùng sản phẩm kia nó không mang tính chất đùa giỡn. Cái này là một cái ám chỉ là nếu bạn tin vào những cái idol như là fan bỏ long chẳng hạn thì có thể sau đó bạn sẽ trở thành những thằng ngu là tại vì à, tao chỉ nói giỡn thôi. Chúng mày tin tao đó là cái chuyện của chúng mày là tại vì chúng mày ngu và khi mà gây ra hậu quả gì đó sau đó thì người ta cũng có thể phủi tay bằng cái chuyện à, tôi nói dỡn thôi tôi làm nội dung cho vui thôi trong khi đó người ta vẫn khẳng định người ta là bác sĩ người ta là chuẩn y khoa người ta là à, cái gì đó rất là cao cấp về mặt kiến thức xây dựng ra hệ thống kiến thức này kia để đào tạo này đào tạo kia thì các bạn nghĩ xem làm sao có thể sử dụng cái chữ đùa giỡn ở trong những kiến thức về mặt sức khỏe được nên ở trên kênh này thì Vincent chỉ muốn là các bạn đến với kênh các bạn xem những kiến thức nào các bạn cảm thấy hữu ích thì các bạn cho Vincent một like một xe comment cái ý kiến của các bạn để cùng thảo luận nếu các bạn muốn gia nhập vào cộng đồng nghiên cứu học tập kiến thức chuyên biệt dành cho PT dành cho coach hay kể cả những bạn chỉ muốn yêu thích có được kiến thức đúng đắn học về các loại hình chuyển hóa học về dinh dưỡng thì để giúp được cho bản thân mình hay giúp được cho những người xung quanh mình thì các bạn cũng có thể gia nhập vào Fitness Bay. Còn video này thì Vincent sẽ kết thúc ở đây. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video.